Bình An Tử Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Và trước khi đi vào nội dung của video, quý vị vui lòng chia sẻ video, ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video và những nội dung mới nhất về tử vi của 12 con giáp nhé. Và ngay sau đây thì xin mời quý anh chị đến với những thông tin chi tiết nhất của tuổi Dần tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Và lưu ý với quý anh chị là video chỉ mang tính chất là tham khảo. Còn nếu muốn xem tử vi chi tiết cho bản thân, hãy chia sẻ video và comment phía dưới để Bình An Tử Vi trả lời quý anh chị sớm nhất có thể. Tử vi tháng 4 âm lịch của 12 con giáp cho biết, vận khí thăng trầm trong tháng mới khiến người tuổi Dần chịu không ít những thách thức. Thời điểm này, nếu không đủ những bản lĩnh vững vàng và thích nghi nhanh chóng sẽ rất bất lợi. Hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dù là tốt hay là xấu xảy đến. Chịu ảnh hưởng từ đồng thời cả tương hại thái tuế và nguyệt lệnh đế vượng, nên trạng thái của người tuổi Dần trong tháng này thì chia ra làm hai thái cực rõ rệt. Khi thì thuận lợi, khi thì suôn sẻ bất ngờ, lúc lại gặp gành sóng gió bủa vây không kịp trở tay. Điều này đòi hỏi bạn không được phép chủ quan bất cứ lúc nào. Khối lượng công việc cũng tăng rõ rệt và bạn khó tránh phải cảm giác mệt mỏi hay là chán nản, nhưng ý thức trách nhiệm khiến con giáp này không được phép bỏ cuộc nửa chừng. Cũng nhờ vậy mà công việc đã có những bước phát triển rõ rệt, các hạng mục được hoàn thành nhanh chóng. Dù vậy thì vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng mà bạn không thể mãi né tránh được. Công việc tiến triển tốt mang tới cho bạn một nguồn thu nhập ổn định, song cũng bởi chi tiêu không hợp lý nên vẫn bị thâm hụt. Tốt nhất thì Dần nên có kế hoạch cụ thể cho từng việc và không quên để ra một phần để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Chuyện tình cảm trong tháng vẫn chưa đâu vào với đâu với người độc thân. Bản mệnh thì ôm mộng tìm đối tượng ưng ý, có lúc tưởng chừng như đã tìm được, nhưng sau khoảng thời gian ngắn để trò chuyện, phát hiện đôi bên quá khác biệt, sinh tâm lý chán trường, cô đơn, đời sống hôn nhân các cặp vợ chồng thì khá bình ổn. Sức khỏe của người tuổi Dần nhìn chung thì cũng ổn định, không có biểu hiện đáng lo, nhưng đừng vội chủ quan, bạn nên duy trì một việc tập luyện đều đặn kết hợp với việc ăn uống khoa học. Ngoài ra, khi cân bằng cuộc sống, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để bản thân được nghỉ ngơi khi cần thiết. Thứ nhất, tử vi sự nghiệp của tuổi Dần tháng 4 năm 2022. Xem tử vi tháng 4 tuổi Dần âm lịch về phương diện sự nghiệp thì tháng Ất Tỵ có thể được coi là một tháng có nhiều thử thách với người tuổi này. Vận khí lúc thăng lúc trầm, lúc tốt lúc xấu do bị ảnh hưởng cả hung thần tương hại thái tuế và cát thần nguyệt lệnh đế vượng cùng với tác động, nên trạng thái của Dần thì cũng bị chia làm hai thái cực rõ rệt. Khi thuận lợi, xuân sẻ bất ngờ, lúc lại gặp gành sóng gió bủa vây không kịp trở tay. Trước hết thì phải nhắc tới nguyệt lệnh lâm đế vượng ở Dần. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy nỗ lực của con giáp này đang nhận được một hồi báo xứng đáng và công việc hàng ngày đạt được nhiều bước tiến quan trọng, và cơ hội thì tới dồn dập, nên hãy luôn sẵn sàng cho sự bứt phá. Và một số dự án bị trì trệ hoặc là gặp trục trặc trước khi đó được khơi thông. Nhìn chung thì mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, và có điều đi kèm với đó là khối lượng công việc cũng tăng rõ rệt. Bạn khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi hay là chán nản, nhưng ý thức trách nhiệm khiến con giáp này không được phép bỏ cuộc nửa chừng. Cũng nhờ vậy mà công việc đã có những bước phát triển rõ rệt. Các hạng mục thì được hoàn thành nhanh chóng, căng thẳng một chút nhưng rồi mọi thứ cũng nhanh qua mà thôi. Khả năng thích nghi của những chú hổ cũng liên tục được kiểm tra, nhất là khi công việc có dấu hiệu trước thuận sau nghịch. Tương hại thì gây ra hung vận không nhỏ, cạnh tranh và khó khăn trước mắt vẫn còn nhiều. Hơn nữa thì vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng mà bạn không thể mãi né tránh. Có lúc tưởng chừng như mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng đến phút cuối cùng thì mới xảy ra vấn đề và khiến con giáp này trở tay không kịp. Thời điểm này, nếu như không đủ bản lĩnh, vững vàng và thích nghi nhanh chóng sẽ rất bất lợi. Và hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho mọi tình huống dù là tốt hay xấu xảy đến với quý bạn. Chỉ cần bạn kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì sẽ gặt hái được kết quả như ý. Nhìn chung, tháng này thì biến động không nhỏ và công việc thì có nhiều thay đổi. Có thể là thay đổi vị trí, chức vụ hoặc là tính chất của công việc. Họa phúc chưa rõ ràng và chỉ thấy rằng nếu bạn vui vẻ chấp nhận và suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì mọi chuyện thì đều ổn. Làm gì thì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng và có sự chuẩn bị chu đáo sẽ hạn chế được những sai lầm. Nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến bản mệnh lĩnh hậu quả khôn lường. Tiếp theo, tử vi tài lộc của tuổi Dần tháng 4 năm 2022. Xem tử vi tài lộc của tuổi Dần trong tháng 4 năm 2022 năm âm lịch, Bình An Tử Vi thấy rằng công việc tiến triển tốt mang tới cho con giáp này nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, do vận khí bất ổn nên tài lộc vẫn có sự thăng trầm, được có thể nhiều mà mất cũng không ít.
Dù Nguyệt lệnh Lâm Cung đế vượng tương trợ, nhưng lại có kiếp, tài án ngữ và các kế hoạch sử dụng tiền của dần trong tháng thì đều cần phải tính toán cẩn thận, và kẻo nguy cơ mất trắng luôn hiện hữu. Tình hình kinh doanh buôn bán thì vẫn thu lợi đều đặn, thu nhập của bạn được đảm bảo. Tuy nhiên thì tài vận cũng có biến động mạnh, không tốt cho các kế hoạch mạo hiểm. Tốt nhất là bạn đang làm việc gì thì cứ tiếp tục tiến hành và đừng tham lam, ôm đồm những lĩnh vực mà bạn chưa có nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt trong tháng vẫn có dấu hiệu của kẻ tiểu nhân quấy phá vì ghen tị và đố kỵ với tài năng và thành quả của bạn có, và những kẻ xấu thì bụng ngấm ngầm tìm cách hãm hại. Do vậy thì người tuổi dần cần hành xử thận trọng và tránh vướng vào những thị phi không đáng có, gây hao tài tốn của. Về vấn đề chi tiêu thì cũng cần phải được xem xét cẩn thận. Dù bạn có khả năng kiếm tiền, cũng hiếm khi rơi vào tình cảnh túng thiếu, nhưng cũng bởi chi tiêu không hợp lý nên bị thâm hụt vào khoản không nhỏ. Tốt nhất thì dần nên có kế hoạch cụ thể cho từng việc mà không quên để ra một phần để phòng trường hợp khẩn cấp. Hãy nhớ, kiếm được bao nhiêu không quan trọng bằng việc bạn giữ được bao nhiêu. Vì vậy nên tích lũy dần cho tương lai của mình đi nhé. Tiếp theo, tử vi tình duyên của tuổi dần tháng 4 năm 2022. Được nguyệt lệnh đế vượng ủng hộ thì chuyện tình cảm hạnh phúc gia đình của người tuổi dần không có gì đáng lo ngại, cũng nhờ bản mệnh luôn biết cách cân đối thời gian hợp lý và dành sự quan tâm tới người thân. Vợ chồng dù không có khúc mắc nào quá lớn, nhưng cũng phải tìm cách làm mới tình cảm để duy trì các mối quan hệ lâu bền. Thỉnh thoảng đổi gió bằng những buổi hẹn, ăn tối cũng là các biện pháp thú vị để tăng thêm cảm xúc cho cả hai. Vận đào hoa của người độc thân khởi sắc mạnh, song kết quả cuối cùng có thể không như bạn mong muốn, và có người còn rơi vào tình trạng ngày lắm mối tối nằm không, mất nhiều thời gian vô ích cho các mối quan hệ mà cuối cùng vẫn chẳng đi tới đâu. Con giáp này thì ôm mộng tìm đối tượng ưng ý, có lúc tưởng chừng như đã tìm được, nhưng sau khoảng thời gian ngắn trò chuyện phát hiện đôi bên quá khác biệt, tâm sinh lý chán chường, cô đơn. Tiếp theo, tử vi sức khỏe của tuổi dần tháng 4 năm 2022. Trong tháng 4 âm lịch này thì sức khỏe của người tuổi dần nhìn chung thì ổn định, không có biểu hiện đáng lo. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan, bỏ bê và không chăm sóc cơ thể của mình đầy đủ. Bạn nên chú ý ăn uống khoa học và duy trì việc tập luyện đều đặn, đi ngủ đúng giờ, hạn chế thức khuya, bởi thói quen này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật và làm giảm sức đề kháng, từ đó thì dễ mắc các bệnh theo mùa. Nhất là dân văn phòng thì cần chú ý nhiều tới các bộ vị trên cơ thể như cột sống, các khớp chân, tay. Thời gian làm việc lâu khiến bạn bị đau nhức, tê dại và cảm giác khó chịu. Về lâu về dài thì triệu chứng đau nhức sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới hiệu quả công việc và cuộc sống sau này. Và cuối cùng là cẩm nang vượng vận tháng 4 năm 2022. Thứ nhất, hướng tốt là hướng Tây Bắc và hướng Nam. Thứ hai, hướng xấu là hướng Đông và hướng Bắc. Ngày cát là ngày mùng 4 tháng 5, mùng 10 tháng 5, 12 tháng 5 và 20 tháng 5. Và cuối cùng, ngày hung là ngày mùng 2 tháng 5, mùng 3 tháng 5, 14 tháng 5 và ngày 15 tháng 5. Tiếp theo, tuổi Canh Dần, mộc, nam la hầu, nữ kế đồ. Khẩu quyết, nỗ lực thì nhận được những báo đáp xứng đáng và đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Quý nhân, ngọ và tuất, tiểu nhân, thân và tỵ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây và nâu. Tiếp theo, tuổi Nhâm Dần, kim, nam kế đồ, nữ thái dương. Khẩu quyết, công việc trước sau thuận nghịch, cần nâng cao khả năng thích nghi. Quý nhân, tuổi Thân và tuổi Mão. Tiểu nhân, tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn, trắng và đen. Tiếp theo, tuổi Giáp Dần, thủy, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, tiền bạc có thể được nhiều mà mất cũng không ít. Quý nhân, tuổi Thìn và tuổi Ngọ. Tiểu nhân, tuổi Thân và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn, xanh nước biển, xanh rêu. Tiếp theo, tuổi Bính Dần, hỏa, nam la hầu, nữ kế đồ. Khẩu quyết, chuyện tình cảm, hạnh phúc gia đình không có gì đáng lo ngại. Quý nhân, tuổi Thân và tuổi Tuất. Tiểu nhân, tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn, đen và xanh da trời. Và cuối cùng, tuổi Mậu Dần, thổ, nam kế đồ, nữ thái dương. Khẩu quyết, sức khỏe nhìn chung thì ổn định và không có biểu hiện đáng lo. Quý nhân, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Tiểu nhân, tuổi Dần và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, trắng và xanh lam. Trên đây là toàn bộ vận trình của tuổi dần tháng 4 âm lịch mà Bình An Tử Vi gửi tới quý anh chị. Trên kênh còn rất nhiều nội dung hấp dẫn khác về tử vi của 12 con giáp. Xin mời quý anh chị chú ý đón xem và để lại một đăng ký kênh và một chia sẻ video cho Bình An Tử Vi phong thủy nhé.